tinh thần của đội là rất là tốt. Và bàn thắng này là của tập thể đội, ai cũng cố gắng nên như vậy là xứng đáng. Em có cảm xúc rất là vui. Một bàn thắng giúp đội giành chiến thắng thì đó là tuyệt vời. Khi vào sân thì em mới vào sân nên là còn rất là khỏe, nên là huấn luyện viên kêu em di chuyển thật nhiều và đánh cánh phải thật nhiều. Em cũng rất là xúc động khi huấn luyện viên đến và ủng hộ đội như thế. Và em mong là huấn luyện viên luôn đến sân để cổ vũ cho đội tôi rất là nhiều. Theo anh được biết thì đội em để cho em một lối chơi là chơi bóng ngắn, đang bật nhỏ và phòng ngự phản công, chuyển đổi trạng thái. Đội của em thì mục tiêu là trận nào cũng là trận chung kết, trận nào cũng phải đặt mục tiêu chiến thắng là cao nhất.